Vâng, xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của A Châu. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác về một mẫu chài truyền thống, chài dù Thái Lan nha các bác nhé. Đấy, đây là loại dù màu nâu đỏ. Đấy, thì cũng có rất nhiều màu. Đây là em sẽ hướng dẫn cho các bác, giới thiệu cho các bác về cái dòng nâu đỏ này. Đấy, thì chân của nó sẽ là chân xích nha các bác nhé. Đấy, chân của nó sẽ là chạy một đường chân xích. Xích làm bằng thép các bác nhé, thép chống rỉ cực kỳ hiệu quả, thì các bác có thể là đánh ngâm nước ngâm mưa thoải mái, đấy, không sợ bị rỉ sét. Thì đây là loại dù Thái Lan, đấy, cực kỳ bền bỉ. Mắt của nó hiện tại em quay cho các bác là 3 phân nha các bác nhé, là 1,5 ngón đấy ạ, mắt 3 phân, đấy, sợi không bị cháy mắt nhá. Đấy, thì em sẽ kéo giãn căng mắt nhất có thể cho các bác. Đấy, em kéo rất căng luôn cho các bác xem cái mắt lưới của nó sẽ không bị chảy. Đấy, chân xích túi rất rộng, các bác yên tâm nhé, túi rất là rộng, các bác có thể chứa được rất là nhiều cá, 50-100 cân cá thoải mái. Đấy, các bác có thể đánh kéo cá chép, cá mè, cá phi, đấy, cá chấm thoải mái luôn ở trong ao. Đấy, kéo cá thịt cực kỳ nhẹ. Đấy, tại vì cái mắt lưới là rất là thưa. Đấy, mắt lưới là 3 phân. Ngoài ra thì cái loại này em còn có là mắt 2 phân này, 3 phân và 4 phân nha các bác nhá. Đây như là em quay cho các bác, đây là chiều dài của nó sẽ là tấm này sẽ là 4 mét. Đấy, 4 mét bung 6 mét và nặng 5 cân. Đấy. Đây này là 4 mét bung 6 mét và nặng 5 cân. Rất là to. Đấy, rất là đầm. Các bác có thể sử dụng rất là bền bỉ luôn. Kéo cá cực kỳ hiệu quả. Đấy, rất là đầm nha các bác nhé. Đấy, chân xích thì bung ra rất là đều, thì dành cho các bác là khi các bác mới tập quăng thì các bác quăng chân xích thì rất là dễ, rất là đơn giản luôn. Đấy, quăng cái là được cá luôn. Đấy, quăng cái là có cá, tại vì xích nó xòe rất là đều. Đấy, và cái túi là các bác lại, đấy, cái túi của nó nhé, cái túi rất là to, rất là rộng. Đấy, cái đường dây chạy đi theo là nó rất là đều nhá, cái đường dây buộc chỉ nó quăng rất là đều. Đấy, các bác có thể thấy là cái thịt của cái chài này nó rất là dày nhá, thịt rất là nhiều, rất là dày. Đấy, các bác quăng ra thì cái tấm này sẽ bung được 6 mét cho các bác. Đấy, bụng tương đối thì các bác có thể quăng được. Đấy, ở dưới là sẽ có cái dây nha các bác nhé. Đấy, cái dây xanh để các bác đi kèm theo dây rồi thì các bác có thể là quăng. Đây thì em sẽ cân cho bác xem về cái cân nặng của nó, chuẩn 6 cân luôn cho chuẩn 5 cân cho các bác nhé. Đấy, em bắn là chuẩn mẫu cho các bác luôn, chuẩn mẫu hàng đẹp luôn, hàng Thái Lan luôn. Đấy, đúng cân nặng cho các bác, hàng đúng mẫu để các bác có thể sử dụng. Đấy, các bác mua hàng bên em thì các bác cứ yên tâm, các bác kiểm tra hàng rồi thanh toán. Đấy, đúng mẫu chài thì các bác lấy thôi. Đấy, hàng cực kỳ đẹp luôn. Thì ngoài ra cái mẫu chài truyền thống này thì em còn những cái loại chài như chài đĩa này các bác này. Đấy, chài đĩa dù cước có hết nha các bác nhá. Chài đĩa này thì cũng là một cái dòng chài quăng rất là dễ, phù hợp cho những cái người mới quăng. Đấy, các bác mới quăng, tập quăng thì các bác quăng cái chài đĩa này thì cực kỳ đơn giản, nó bung, nó xòe rất là đều. Hoặc là chài cước rút thì quăng nó hơi khó một chút. Đấy, đây là chài chì. Chài chì là chì truyền thống, chì đập thủ công. Đây là chì đập thủ công nha các bác nhé. Đấy, chì lặng đập thủ công. Đấy, còn có cả chì đúc. Đấy, có cả chì sắt đúc nha các bác nhé. Đấy, ở đây là chì đập thủ công. Thì các bác mua cái mẫu nào cứ vào kênh của em các bác xem, các bác chốt nha các bác nhé.